chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 3, bộ sách Global Success trên trang web olm.vn Các con có yêu thích những loài động vật hoang dã như hổ, khỉ hay voi không? À, vậy nếu con muốn quan sát những người bạn này thì con có thể đi tới đâu? Rất chính xác, chúng ta có thể tới sở thú để quan sát các loài động vật hoang dã. Và trong bài ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng khám phá sở thú với những từ vựng, cấu trúc và các âm có liên quan tới chủ đề này. Unit 20 At the zoo. Chúng ta cùng bắt đầu bài học với phần 1, vocabulary, phần từ vựng. Các con hãy cùng quan sát xem trong sở thú của chúng ta có những loài động vật nào. A à, ở trên cây có một chú khỉ tinh nghịch đang leo trèo. Monkey. Dưới bóng mát của cây có một chú hổ đang nằm nghỉ. Tiger. Bên cạnh chú hổ là bác voi to lớn mà hiền lành. Elephant. Ở phía xa, chúng ta thấy có một chú ngựa đang chạy rất nhanh. Horse. Và ở trên gốc cây có một chủ công đang khoe bộ lồng đuôi sặc sỡ. Peacock. Các con cùng nhắc lại tên của các loài vật vừa rồi. Monkey. Tiger. Elephant. Horse. Peacock. Trong sở thú, mỗi loài vật đều có những hoạt động yêu thích của mình đấy. Khỉ là loài vật rất tinh nghịch, và hoạt động yêu thích của mỗi chú khỉ là treo cây. Climbing Bên cạnh leo treo, khỉ còn có thể đánh đu trên những cành cây. Swinging Vẹt được biết đến là loài vật thông minh, có khả năng nhại lại tiếng người. Và trong bức hình này, chú vẹt đang tập đếm. Counting và cuối cùng chủ công của chúng ta đang múa để khoe chiếc đuôi của mình. Dancing. Các con cùng nhắc lại các từ mới. Climbing, swinging, counting, dancing. Các con hãy hoàn thành câu hỏi tương tác sau đây để củng cố các từ vựng vừa mới học. Cô chờ chúng mình cùng chuyển sang phần 2, Structures, phân cấu trúc. Hôm nay là ngày cuối tuần, em được mẹ dẫn tới sở thú. Trong khi em đang quan sát các loài vật trong sở thú thì Lucy gọi điện đến. Hi, Emma. Where are you? I'm at the zoo. What can you see? I can see a monkey. What's the monkey doing? It's swinging. What else can you see? I can see a peacock. What's the peacock doing? It's dancing. Lucy ở nhà nên không được ngắm nhìn những con vật trong sở thú. Lucy rất muốn biết M đã nhìn thấy những con vật nào. Chúng ta có mẫu câu để hỏi xem bạn của mình nhìn thấy những gì. What can you see? M đã nói về những con vật mà mình nhìn thấy bằng mẫu câu I can see a/an cộng với tên các con vật. Các con có nhớ khi nào thì chúng ta sử dụng a và khi nào thì sử dụng an không? Rất chính xác. Chúng ta đã nắm được kiến thức này trong bài 4. Cô nhắc lại, chúng mình sử dụng an cộng với từ bắt đầu bằng một trong các chữ cái u, E O A I. Các con có thể nhớ bằng mẹo ghép các chữ cái này thành từ uể oải. Như vậy chúng ta có an elephant. Do từ elephant bắt đầu bằng chữ cái e. Và chúng ta sử dụng ơ cộng với từ bắt đầu bằng các chữ cái còn lại. Vậy chúng ta có a monkey, a tiger, a horse, vân vân. Các con hãy sử dụng mẫu câu này để nói về những con vật mà mình nhìn thấy trong bức tranh sau. Rất tốt. I can see a tiger. I can see an elephant. Không chỉ tò mò xem em đã nhìn thấy những loài vật nào, Lucy còn muốn biết các con vật đó đang làm gì Chúng ta có mẫu câu để hỏi xem một con vật nào đó đang làm gì. What's the? Cộng với tên con vật. Doing. Ví dụ, Lucy đã hỏi Emma. What's the monkey doing? Chú khỉ đang làm gì? Chú khỉ này đang treo cây. Vậy chúng mình trả lời. It's climbing. Chúng ta có cấu trúc. is, cộng với từ chỉ hành động. Tương tự, con hãy hỏi và trả lời về hành động mà chú vẹt đang làm. Cô khen các con đã nắm chắc bài. Chúng mình cùng nhắc lại nhé. What's the parrot doing? It's counting. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, phonics, phần ngữ âm. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta cùng luyện tập hai âm À. Ờ. à hai âm này thoạt nghe thì có vẻ là giống nhau tuy nhiên chúng lại là hai âm khác biệt cô sẽ hướng dẫn các con phát âm hai âm này âm đầu tiên à khi phát âm âm này các con sẽ mở rộng miệng về hai bên đầu lưỡi chạm vào lợi của hàm dưới còn phát âm ngắn và gọn à À. Còn đối với âm thứ hai. À. Khi phát âm âm này, con sẽ mở rộng miệng và phát âm kéo dài một chút. À. À. Chúng mình cùng đọc âm và các từ có chứa hai âm này. À. Parrot. Cat. À. Dancing grass a parrot cat R. dancing grass Như vậy, con thấy là cả hai âm mà chúng ta vừa mới học đều có ở chữ cái a. Vậy nên, các con cần ghi nhớ cách phát âm của các từ vựng cụ thể để đọc từ cho đúng. Bây giờ, con hãy lắng nghe hai từ vựng sau và nối âm với từ tương ứng. Glasses. Apple Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được từ vựng chỉ các loài vật. Cấu trúc để nói về con vật mà mình đang nhìn thấy, hành động mà mỗi con vật đang làm, cũng như luyện tập hai cách phát âm của chữ cái A các con hãy truy cập olm vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn